Xin công tử, bây giờ hãy cho tôi được dây một ít, để về tôi chữa bệnh cho mẹ tôi. Rồi sau đó, nếu như đến hạn mà tôi không trả được tiền thì tôi... Thôi, mày nói nhiều quá. Mày tính làm sao á? Mày nói cho tôi nghe coi. Dạ. Mày không tính được, vậy để tôi tính giùm cho mày nha. Nếu như tới kỳ hạn mà mày không trả được nợ thì mày phải trở thành tôi tớ trong nhà của tao và làm không công để trừ nợ. Công tử ơi, nếu như vậy thì chẳng khác nào mà bán thân chứ. Mày không muốn bán thân thì đừng có mượn nợ. Tao nói cho mày biết, cái nợ cũ của mày á, kỳ hạn 3 tháng tới bây giờ vẫn chưa trả cho tao. Tao không làm khó dễ mày là tao nể mặt mày lắm rồi. Dạ thưa công tử, nếu như mà mẹ tôi khỏe lại thì tôi sẽ đi làm trở lại để mà trả nợ cho công tử. Thôi mày nói nhiều quá, mày làm mất thời gian của tao quá vậy. Nếu như mày không chịu theo cách của tao tính thì thôi. Tụi bay. Dạ. Lôi cổ nó ra cho tao. Dạ. Công tử đi. Ê. Công tử đi. Dạ tôi đồng ý. Đi. Tôi đồng ý. Vậy mới được. Mẹ, con về rồi hả? Dạ. Quynh về rồi. Ủa, nụ ở đây từ sáng tới giờ hả? Ừ. Nụ à, sẵn mùi ở đây á, mùi sắc gì muốn số thuốc này nha. Ừ. Thuốc này á, Quynh cắt từ lương y mùi, nổi tiếng nhất ở vùng này đó. Sáng giờ mẹ sao rồi? Hồi sáng mẹ có hơi khó thở nên mụi chỉ đút được có vài muỗng cháo à. Cảm ơn mụi. Để mụi đi sắc thuốc nha. Ừ. Mẹ, hôm nay mẹ thấy sao rồi? Mẹ ráng ăn nhiều một chút rồi uống thuốc cho mau khỏe nha mẹ. Ừ. Hồi sáng con có chút việc đi mất cả buổi trời. Con đi mà nôn nóng về với mẹ lắm. Có nụ bên cạnh mẹ không sao đâu. Con có công việc gì lo thì cứ làm đi, đừng có lo cho mẹ. Dạ con biết rồi mẹ. Mít à, từ lâu mẹ đã coi con nụ là con dâu của nhà mình rồi. Nhưng dù nhà mình nghèo, con cũng ráng làm vài mâm cơm, có cái lễ tơ hồng rồi mới chính thức đón về làm dâu được nha con.